hàng của Trung Quốc ấy, thì nó chỉ có ba cái motor thôi. Cái motor này, cái motor này là cái motor hoạt động chức năng bấm vào cơ thể này. Đấy, bấm vào cơ thể là nó không có. Đấy, nó bị cắt bớt đi rồi. Nên là khi mà nó mất cái motor đấy thì cái con ghế nó trở lên đơn giản và nó bình thường hơn rất là nhiều. Các cái tính năng lập trình phức tạp trên ghế, các cái kỹ thuật chuyên sâu trên ghế là nó không còn nhiều nữa. Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay ghế Nhật Trần Sơn sẽ quay so sánh hai cái mẫu ghế, một mẫu ghế của Nhật xịn và một mẫu ghế của Trung Quốc nhé. Một con là sản xuất năm 2015, đây con bên trái này của Nhật sản xuất 2015, còn con bên phải này là của Trung Quốc, nó được sản xuất năm 2022. Mình chưa nói về cái độ bền vội thì bây giờ hôm nay shop sẽ tập trung nói về cái chất lượng của động cơ ghế và chất lượng của túi khí, vật liệu để chế tạo nên nó và cách thức nó hoạt động ghế Nhật so với ghế Trung Quốc thì nó có sự khác biệt gì. Thì bây giờ sẽ mời mọi người cùng xem nhé. Trước tiên thì mọi người nhìn thấy này, cái ghế của Trung Quốc ấy thì họ thường hay thiết kế là đấm vòng chung bông đây, như mọi người vẫn thấy này. Đấy, thì nó sẽ là một cái chữ L. Đấy, còn ghế của Nhật này thì họ thường họ không thiết kế đấm vòng bông mà dưới là họ sẽ là túi khí. Đấy, thì nó sẽ có sự khác nhau, vì nếu mà những cái con của Nhật ấy thường là không đấm vòng xuống bông nhá, còn ghế của Trung Quốc thì nó sẽ thiết kế đấm vòng xuống bông kiểu như thế này. Bây giờ mình sẽ xem cái chất lượng da của hàng Trung Quốc thì như thế nào. Chất lượng da thì con này mới thôi, nhưng mà mọi người có thể thấy này, mới dùng này chắc được mấy tháng thôi mà nó đã bắt đầu bị dấu hiệu bị nứt rồi. Này bị nứt rồi, đấy, dấu hiệu bị nứt này, nứt nhẹ rồi này. Con này nó mới nguyên nhá. Đấy, còn con của Nhật này, con của Nhật thì nhìn nó không bóng bẩy đâu, nhìn da thì nhìn nó có vẻ là hơi xỉn xỉn cũ cũ, nhưng mà nó lại rất là bền, dùng nhiều năm nó vẫn vậy. Đây mọi người thấy này. Đấy, chất lượng da nhé, không hề có một cái dấu hiệu gì của dạn nứt hay là nổ cả, và cái chất da của Nhật này nó mềm mịn và sờ nó mát tay hơn. Đấy. Bây giờ tiếp theo thì mình sẽ xem cái chất lượng của cái túi khí. Đấy, túi khí thì mình sẽ xem cái ghế của Trung Quốc thì túi khí nó làm bằng chất liệu gì nhá, thì cho mọi người cùng xem này. Đấy, chất liệu của túi khí đây là túi khí của ghế của Trung Quốc này, mọi người thấy đấy. Đây này. Đấy, túi khí của Trung Quốc là nó bằng một cái loại vải này, nó kiểu một cái loại vải sợi ấy. Đấy, vải sợi nó được gắn với nhau bằng một cái lớp keo đây này mọi người. Cái lớp vải này là nó ở bên trong nó tráng một cái lớp cao su để khí nó không bị lọt ra. Thì cái của Trung Quốc ấy thì nó làm cái loại túi vải như thế này ấy, thì dùng được thời gian là nó hay bị bục, cái nó hay bị xì hơi ở cái mép túi này. Xì hơi nhá, nó xì hơi. Đấy, dùng một thời gian nó xì hơi hoặc và nó bị hay bị rách ở các cái điểm nối này, cái điểm nối này nó họ dính keo. Cái keo thì dùng một thời gian này nó sẽ bị lão hóa và nó sẽ bị xì hơi ở những vị trí này, 1 này, 2 này. Đấy, và bị ở cuống khí. Đấy. Đấy. Đây bên trong thì họ làm bằng gỗ này mọi người. Đấy, nhìn nó rất là đơn giản. Đấy, làm bằng gỗ nhá. Đấy, khung làm bằng gỗ. Còn của Nhật thì sao? Bây giờ mình sẽ xem túi khí của Nhật đây. Đây, túi khí của Nhật này. Đấy, họ làm bằng một cái loại silicone đúc nguyên khối, đúc nguyên miếng như thế này. Đấy, thì đây, đấy, hai cả hai miếng nhá, mọi người nhìn này. Nó dày, nó dai và nó chắc chắn hơn rất là nhiều, mọi người thấy này.
Đấy, nó rất là dày và dai chắc chắn. À, cái loại này dùng không thể bục nổi. Đấy, không bục nổi mọi người nhá. Đấy. Đây đây, cả các cái cuống này cũng thế này. Đấy, nó bằng cả một cái miếng silicone dẻo và dai. À, rất chắc chắn. À, rất chắc chắn. Đấy, còn bên đây này bằng một cái loại vải. Đấy, loại vải này thì rất là nhiều khách sử dụng ghế Trung Quốc là bị rồi, có nghĩa là nó bị bục, nó bục túi khí. Đấy, còn ghế Nhật thì gần như là không có khách nào bị bục túi khí bao giờ cả, trừ trường hợp là mọi người sử dụng chọc vào cái gì đó thì nó mới bục thôi. Đấy. À, còn bên trong này cái khung của ghế thì nó bằng nhựa nhá. À, nó làm bằng nhựa ABS, nó đúc hết. Còn ở đây thì của Trung Quốc thì họ làm bằng gỗ. Tại sao họ không làm bằng nhựa mà lại làm bằng gỗ? Vì là họ làm bằng gỗ thì nó tiết kiệm được giá thành hơn rất là nhiều so với cái việc là sử dụng bằng nhựa. Nhựa đúc như thế này ấy, thì cái chi phí nó sẽ tốn hơn, và người ta phải có khuôn đúc rồi có các cái nhựa để mình đúc ra một sản phẩm này, nó tốn kém hơn rất là nhiều. Đấy đấy là về túi khí. Còn tiếp theo bây giờ mình sẽ xem về động cơ. Động cơ của Trung Quốc thì sẽ như thế nào, đây để cho mọi người xem nhé. Sự khác biệt hoàn toàn giữa cái động cơ của ghế massage của Nhật và ghế massage của Trung Quốc. Đấy, đây là một cái động cơ của Trung Quốc nhá, mọi người thấy này. Động cơ của Trung Quốc ấy là nó thường nó chỉ có 3 cái motor thôi. Đây này, đây là một cái motor này. Đây, đây là một cái motor nhá mọi người nhá. Đây, đây là một motor. Đấy, motor này là cái motor có chức năng là chạy lên chạy xuống này. Đấy, motor tiếp theo đây, cái là motor này là chức năng là motor đấm, còn cái motor này là cái motor bóp. Đấy, có nghĩa là một cái là bóp, một cái là đấm và một cái là chạy lên chạy xuống. Thì cái motor mà để nó cái này này nó đẩy vào cơ thể này là không có, tất cả này mọi người thể thấy này, nó dùng lò xo để nó kéo cái con lăn này ép vào cơ thể, chứ nó không sử dụng cái motor để nó đẩy vào cơ thể. Nên là nếu mà những cái chức năng ví dụ như là kéo giãn đốt sống lưng đấy, là nó hoàn toàn không có nhá. Đấy, thì nó bị cắt bớt đi rồi. Thì mọi người thấy đấy, thì để mà massage được 3D ấy, thì nó phải có tối thiểu là 4 cái motor. 4 motor thì nó phải có motor chạy lên chạy xuống này, hai bóp vào này, và ra vào nữa này. Đấy, ra vào. Đấy, thì cái thằng của Trung Quốc này nó cái ra vào của nó thì nó sử dụng lò xo, mọi người thấy đấy, lò xo này. Đấy. Đấy. Nên là nó rất là đơn giản, thấy chưa? Cái này nó ép vào cơ thể bằng lò xo nên là khi nó bóp vào người ấy là nó không sâu, rất là nhẹ. Đấy, nó bóp vào người nó nhẹ nhẹ lắm mọi người ạ. Đấy, thì cái này thì nó cũng bằng silicone thôi, nhưng mà cái silicone này thì dùng thấy nó đã mòn rồi này, mới dùng mà nó đã mòn này. Đó, nó mòn. Các cái thanh này nhìn nó khá là mỏng manh. Khá là mỏng manh. Đấy, mọi người thấy nhá, rất là cụ máy của Trung Quốc ấy, nó rất là đơn giản. Nó không có cái gì nhiều cả. Đấy. Đấy. Còn bây giờ mình sẽ xem cái của Nhật. Đấy, động cơ của Nhật thì nó sẽ như thế nào nhá. Đấy, động cơ của Nhật nó sẽ có sự khác biệt hoàn toàn. Đấy, bây giờ mời mọi người xem. Đấy, sang cái động cơ của Nhật. Đây. Của Nhật nhá. Đấy, của Nhật thì bao giờ nó cũng phải đủ 4 cái motor. Còn nếu mà con nào hoạt động 3 motor thì cái chức năng ép vào cơ thể nó sẽ sử dụng bằng túi khí, nó bơm khí. Đây. Đây cho mọi người xem này.
Đấy, đây là động cơ của Nhật này. Đấy, động cơ của Nhật thì nó sẽ có đầy đủ 4 cái động motor này, 1 này, 2 này, 3 này, 4. Đấy. Cái mà cái con ghế Trung Quốc loại rẻ rẻ tiền thường không có, đó là cái chức năng đẩy bấm ra bấm vào cơ thể đây này, nó chạy cái bánh răng này. Đấy, để nó quay, để nó đẩy ra đẩy vào cơ thể đây. Đấy, chính là cái phần này. Đấy. Cái phần này là nó không có này. Đấy. Bấm cho chạy. Đấy. Bây giờ mọi người hãy cùng xem là cái chức năng này nó không có này. Và cái này nó rất là chắc, này nó rất là chắc cơ. Nó đấy, chứ này con lăn này nó rất là chắc, mình ấn nó không bị nún đâu. Đây này, ấn nó chắc lịch này. Đấy. Đấy, nên là đấm vào cơ thể là nó sâu. Đấy. Nó tác động sâu vào các huyệt đạo. À, bây giờ nó chạy xuống này. À, nó bấm vào cơ thể này, mọi người nhìn này. À, cái chức năng này, cái chức năng bấm vào cơ thể này. Đấy. Đấy. Đấy, nó đang bấm vào cơ thể này, nó dò tim này. Đấy, mọi người thấy chưa? Đấy. Cái chức năng này ở ghế Trung Quốc là không có này. Đấy, mọi người thấy chưa? Đấy, bắt đầu nó dò được vai gáy đấy. Đấy. Nó đẩy sâu vào về phía cơ thể để nó xác định các cái điểm huyệt và nó xác định đường cong cơ thể. Đấy, bắt đầu nó hoạt động này, mọi người thấy chưa? Đấy. Đấy, chạy lên chạy xuống nhá. Đấy. Chất lượng các cái động cơ này nó cũng tốt hơn của Trung Quốc nó rất là nhiều. Hàng của Trung Quốc ấy thì nó chỉ có 3 cái motor thôi. Cái motor này là cái motor hoạt động chức năng bấm vào cơ thể này. Đấy, bấm vào cơ thể là nó không có. Đấy, nó bị cắt bớt đi rồi. Nên là khi mà nó mất cái motor đấy thì cái con ghế nó trở lên đơn giản và nó bình thường hơn rất là nhiều. Các cái tính năng lập trình phức tạp trên ghế, các cái kỹ thuật chuyên sâu trên ghế là nó không còn nhiều nữa. Thì nó rất là đơn giản thôi. Thì nó chỉ dạng đóng điện, bóp, cứ bóp đều, ai cũng bóp như ai thôi. Đấy. Tiếp theo mình sẽ nói về chất lượng cái khung thép này. Đây, khung thép này của Nhật này. Cái khung sắt này. Đấy. Rất là chắc chắn, sơn nó sơn tĩnh điện và nó không bị han gì. Sơn tĩnh điện nhá. Đây cả khung thép ở dưới này. Mọi người nhìn này, đấy nó rất là chắc chắn. Đấy, khung thép này. Đấy, ống khí thì dày đặc này. Đấy, nó bóp đi toàn cơ thể. Còn ở Trung Quốc này. Đấy, nó rất là đơn giản, sơ sài, không có gì cả. Mọi người thấy chưa? Đấy, dưới chỉ có một cái trục nâng ghế thôi. Cái hộp ở đằng sau này nhìn nó cũng đơn giản sơ sài. Đấy. Đấy. Cái thép này của Nhật thì nó rất là chắc chắn, còn của Trung Quốc thì mọi người thấy này, cái thép của Trung Quốc nó là một cái loại thép đây. Thép này nó nhìn nó như kiểu thép xây dựng ấy, nó như kiểu các cái loại thép để người ta đổ bê tông cái thứ ấy, thì nó đây này, nó han rỉ, đây này, nó han hết này. Kể cả để không nó cũng han nhé. Đây này đấy, để không nó cũng han đấy, các cái thép này đây, mọi người thấy nó han chưa đấy. Cái thép này ở các mối hàn này mọi người nhìn này, đấy nó han hết này đấy. Và nói chung là cái độ gọi là hoàn thiện sản phẩm là nó rất là thấp, nó không có khôn và chắc chắn như dòng của Nhật. Tiếp theo bây giờ mình sẽ tháo hộp mên ra để cho mọi người xem nhé. Đấy, so sánh cái mên của ghế Nhật với ghế Trung Quốc để xem nó như thế nào. Cái đường ray của Trung Quốc này nó bằng nhựa này. Đấy, đường ray bằng nhựa này. Đấy, mọi người thấy chưa?
cái nhựa trơ trắng này. Đấy, nó chạy vô đây chạy vào đường cong. À, còn đường dây của Nhật đây. À, nó bằng thép hết. Đây này, mọi người. Đấy, bằng thép hết. Đây này. Đây nữa này. Bằng thép và họ bôi cái mỡ trắng này. Đấy. Đây con lăn này, nó đang đấm này. Nó đấm chắc nịch luôn. Đó. Đấy, cái này nó bấm ra bấm vào này, mọi người đi cho. Đấy, nó hoạt động chức năng bấm ra bấm vào. Bây giờ xem hộp mên này. Bây giờ mình xem cái mên của Trung Quốc nhá. Đấy. Ui giời. Đây mọi người này, nhìn này, đúng như là cái đồ chơi của trẻ con. Đấy, con ghế rất là to. Đấy, nhưng mà cái mên của nó này cũng có một cái gì là rất là đơn giản. Đấy, hai cái mên bé tí bé tẹo này. Đấy, một cái bơm, một cái van khí. Đấy, hết. Đấy, chẳng có cái gì cả. Đấy. Còn bên đây của Nhật này. Đấy, mọi người nhìn này. Đấy. Nó to, nó xanh, nó đẹp. Đấy. Đấy, nó mướt như thế này cơ mà. Đấy, nhìn nó khôn này mà. Mọi người nhìn nó khôn này. Còn bên đây này. Bên đây chẳng có cái gì luôn. Đấy, rất là đơn giản này. Đấy, rất là đơn giản, sơ sài. Đấy. Đây là cái bên của nó. Còn bên đây là nó là cái hộp bơm và cái hệ thống van khí. Đấy, khí nó ra, nó dày, nó trang trí thế kia mà. Mọi người thấy không? Bây giờ tháo cái hộp này ra để cho mọi người xem cái bơm hệ thống bơm của nó nhá. Đồ nó khôn như thế này mà, mọi người thấy này, à, cái bên nó khôn này mà. Chắc chắn rất là xịn sò luôn. Một bên là đầy đủ các cái hệ thống khí bơm toàn bộ ghế. Thì con này có mỗi có 3 ống này. Quá là đơn giản. Này, con bên này bé tí này. Bên bé tí cái tẹo này. Thì nó không có cái gì cả, rất là đơn giản. Đơn giản quá. Từ cái con ốc mọi người thấy này, nó chất lượng nó cũng không được tốt này, ốc này nó cũng han này, còn cái ốc của Nhật thì nó không han này. Ốc của đồ của Nhật thì nó tốt, từ con ốc nó tốt đi. Đấy, đây đây cho mọi người xem này. Đấy, đây là cái hộp mên đằng sau của ghế Trung Quốc này. Đấy, khác, mọi người thấy nó khác một trời một vực chưa. Đấy, đây của Trung Quốc này, của Nhật này, còn bên đây của Trung Quốc này. Đấy. Nhật đây là nó có một cái hệ thống cái bơm này. Đấy, bơm khí này. À, ra đây là các cái van chia khí nhá. Van chia khí. Đấy. Đây các cái rơ le của nó nhìn nó khôn như thế này mà. Đấy, nhìn nó đồng, nó sáng, nó đẹp. Đấy. Đấy, mọi người thấy chưa? Đấy. Đấy thì với những ghế Nhật như thế này thì thứ nhất là cái tiêu chuẩn, cái chất lượng của người Nhật họ làm ấy thì nó khác xa hoàn toàn so với ghế của Trung Quốc. Cái chất lượng nó cao hơn rất là nhiều. Cho dù mọi cái công nghệ lăng xê quảng cáo như thế nào đi chăng nữa, nhưng mà sự thật nó vẫn là sự thật. Ghế Nhật thì nó vẫn cứ là đẳng cấp. Nó vẫn là đẳng cấp, nó vẫn là số 1. Đồ nó vẫn là tốt. Nó tốt từ cái ốc nó tốt đi. Đấy. Từ những con ốc này đấy, nó cứ sáng bóng này. Đấy. Từ ốc này nó sáng bóng, nó không có han gì ở đâu cả. Nó tốt đi. Còn của Trung Quốc thì cái chất lượng nó kém hơn rất là nhiều. Nó làm thì nó làm sơ sài. Sơ sài và đơn giản thôi mọi người ạ. Rất là đơn giản. Đây là này, con ghế này là mới đấy. Còn nếu mà một cái con ghế mà dùng vài năm rồi thì nó còn nát bươm. Đây này, cái con lăn này nó tì vào cơ thể, nó kéo bằng cái lò xo này. Rất là đơn giản. Đây là ấn như thế này, nên là nó ấn như thế này, nên là nó bóp vào cơ thể nó nhẹ.
nó nhẹ hều, nó không có tác động sâu được vào các cái huyệt trên cơ thể thì nó sẽ không có tác dụng nhiều về trị liệu. Đấy, bóp nó nhẹ. Đấy. Đây là nếu mà các anh chị mà đang đi tìm hiểu mà mua ghế, mà muốn mua cho mình một cái, hoặc mua cho bố mẹ một cái ghế mà nó tốt, nó đảm bảo về trị liệu và chăm sóc sức khỏe, đấy, thì hãy tìm đến ghế nội địa Nhật như thế này. Đấy, hàng rất là chất lượng, tất cả còn rất là chuẩn chỉ. Mọi người nhìn này, dưới gầm này, hàng rất là tốt nhá. Đấy, anh chị em mà có nhu cầu quan tâm mua ghế massage nội địa Nhật Bản thì hãy liên hệ shop qua số điện thoại là 0964 480 666 nhé. Shop chuyên ghế massage nội địa Nhật nên là sẽ đem đến cho mọi người những sản phẩm tốt nhất và chất lượng nhất. Cảm ơn mọi người đã luôn luôn đồng hành và quan tâm đến kênh Ghế Nhật Trần Sơn. Xin chào và hẹn gặp lại.